No, trust in the Những xe buýt, những con ngựa đã kéo cái những xe buýt đầu tiên cách đây 200 năm. Những xe buýt thì trở nên phổ biến giống như những thành phố trở nên lớn hơn bởi vì mọi người đã đi ở trong những cái xe buýt họ đã đi xe buýt để làm việc. Những cái xe buýt hiện đại thì có dầu diesel hoặc là động cơ điện. Một số cái xe buýt thì có thể chở hơn 40 người và một số cái xe buýt thì rất là dài. Đấy, những cái xe buýt mà có khớp nối thì có thể mang tới 120 người. Ở trong nhiều đất nước thì trong nhiều đất nước những cái xe buýt đặc biệt thì đưa trẻ em đến trường. Ở trong những nơi mà không có tàu thì những cái xe buýt mang những chở những hành khách trong những quãng đường dài ở giữa những thành phố. Ở trong một số đất nước thì những xe buýt thì mang nhiều hành khách và những hàng hóa. Nơi nào mà có những cái đồi mà rất là lớn thì họ đã dùng những cái xe tải thay cho những cái xe buýt bởi vì cái xe tải thì nó sẽ có nhiều năng lượng hơn. Những cái xe tải, những con tàu thì chỉ có thể đi bằng hai cái đường chỉ có thể đi trên cái đường ray, nhưng những cái xe tải thì có thể đi bất kỳ nơi mà có những cái đường. Những cái xe tải có thể mang nhiều những thứ vật khác nhau. Xe bồn thì chở ga hoặc là sữa. Xe đông lạnh thì giữ thức ăn lạnh. Ở trong một số khu vực khai thác mỏ thì mọi người dùng những cái xe tải khổng lồ để mang than đá hoặc là những tảng đá. Những xe tải lớn thì thường có một cái xe taxi nhỏ ở bên cho những người lái xe và một cái toa móc riêng biệt cho để chở cái hàng. Cái xe taxi với cái toa móc riêng biệt thì giúp cho những cái xe tải nó xoay. Một số cái xe taxi nhỏ thì có một cái giường, vì vậy những người lái xe có thể lái trong một quãng đường dài và sau đó họ dừng và ngủ. Khám phá một trong những cái xe tải lớn nhất trên thế giới là xe Terex Titan ở Canada. Mỗi cái bánh của nó thì to hơn hai con người. Okay, goodbye.